Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy lợi nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về bài trung bình cộng. Thì có bạn Phan Thu Nga, bạn ấy hỏi rằng: thầy ơi, có bài là một cửa hàng à, ngày đầu chính là ngày thứ nhất, bước đầu tiên các bạn nên tóm tắt nha các bạn. Tóm tắt ngày đầu chính là ngày thứ nhất là bán được 82 kg gạo. Ngày thứ hai bán được 94 kg gạo. Hỏi trung bình mỗi ngày bán được bao nhiêu kg gạo. Được chưa? Thì thứ nhất các bạn phải biết tóm tắt, thứ hai là các bạn nhìn vào cái bài này là dạng gì. Được chưa? Khi mình khẳng định đây là bài dạng trung bình cộng, ok chưa? Trung bình cộng thì ngày thứ nhất có nè, ngày thứ hai có nè, vậy hỏi trung bình mỗi ngày, vậy ta lấy số kg gạo ngày thứ nhất cộng số kg gạo ngày thứ hai, rồi chia cho mấy ngày chia cho 2, vậy trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được, mình phải ghi nha các bạn, quên mình ghi là số kg gạo trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được là, thì ta lấy ngày thứ nhất nè, 82 cộng ngày thứ hai nè, rồi tất cả chia cho 2 bằng, được chưa? Trung bình của 2 ngày thì chia cho 2, trung bình của 3 ngày thì chia cho 3, trung bình của 4 ngày thì chia cho 4. Rồi phép tính thì các bạn làm từ trong ngoặc trở phép chia, rồi các bạn ra kết quả bằng bao nhiêu, rồi các bạn đáp số giúp lợi nha các bạn. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lợi để lợi khắc phục những đoạn tiếp sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người, xin cảm ơn, bye bye.